Hôm nay mình làm thí nghiệm là mình bỏ hai con, nó là một con đực và con thợ. Các bạn nhìn đây thì con đực nó rất là nhỏ so với ông mật thì con đực ông mật nó còn to, nhưng con đực của ông nghệ này con đực nó nhỏ hơn rất là nhiều.